Xin chào các anh chị, trong bài học trước thì Phương đã hướng dẫn mọi người cách để chèn một ảnh vào bên trong giáo án điện tử. Thế thì đối với việc làm đối với giáo án điện tử thì cái việc chèn ảnh nó rất quan trọng, cho nên hôm nay mình sẽ làm một video nữa để hướng dẫn mọi người cách điều chỉnh ảnh sau khi chúng ta được chèn vào trong slide PowerPoint. Thì mình sẽ chèn lại vào đây một số cái ảnh nữa, mình vào Insert Picture. Và ở đây mình đang có một số cái ảnh như này. Thế thì mình muốn chèn nhiều ảnh thì mình giữ phím Ctrl. Và sau đó bấm giữ đến các ảnh đó và bấm Insert. Bây giờ các anh chị sẽ thấy rằng là ảnh ở đây của mình nó sẽ không bằng nhau, có ảnh thì to, có ảnh thì nhỏ. Thế làm thế nào để chúng ta có thể điều chỉnh một phát là chúng ta có thể kéo các ảnh này nó bằng nhau luôn? Đấy, chúng ta thay vì là chúng ta kéo từng ảnh một, chúng ta đo vào nhau như này để kéo thì nó rất là mất thời gian. Chúng ta sẽ làm thế nào để có thể điều chỉnh được tất cả các ảnh này bằng nhau chỉ trong một cú click chuột? Chúng ta sẽ bôi và chọn lại tất cả các ảnh mình muốn điều chỉnh kích thước. Sau đó mình vào cái thẻ format bên trên này, mình sẽ để ý đến chỗ size này, mình đánh được vào đây. Mình bỏ dấu tích ở chỗ lock aspect ratio này. Cái chỗ lock này có nghĩa là nó sẽ giữ đúng tỷ lệ của cái bức ảnh. Đấy. Khi mà mình coi chiều ngang thì nó tự động điều chỉnh chiều dài. Thì bây giờ mình đánh dấu tích vào đây, bỏ dấu tích này đi. Thì bây giờ mình sẽ nhập được cái kích thước mình mong muốn. Ví dụ mình muốn để chiều cao là 3 inch, chiều rộng là 4 inch. Đấy, mình bấm Enter. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả các ảnh bây giờ nó đã được bằng nhau rồi. Đấy. Bây giờ mình muốn là sắp xếp các cái ảnh này. Ví dụ mình muốn cho hai cái ảnh này nó cái đầu bên trên nó thẳng hàng nhau chẳng hạn, thì chúng ta bấm chọn hình thứ nhất, chọn hình thứ hai, sau đó align này, chúng ta vào align top này. Đấy, thì hai bên nó sẽ bằng nhau. Giữa hai cái bức ảnh này mình muốn là cho cái bên trái nó thẳng hàng nhau, mình vào align và chọn align left. Các bạn nhìn thấy là đây này, cái nhìn không, nếu các bạn nó không biết tiếng Anh thì nhìn đây nó xoa đầu bên trái như kiểu chúng ta xoa đũa bên trái này. Đó, tương tự như vậy, giờ mình muốn hai cái bức ảnh này nó bằng nhau bên phải thì mình vào chỗ right này, bằng nhau bên phải, rồi cho nốt hai cái này nó bằng nhau ở bên trên như vậy, rồi là mình đã có thể điều chỉnh được cho các cái ảnh này là nó thẳng hàng nhau. Đấy, mình có thể đẩy lên. Bây giờ một việc nữa là về vấn đề vị trí của ảnh. Ví dụ như là cái ảnh này đang nằm ở bên trên, cái ảnh này đang bên dưới. Thế thì nếu như có những trường hợp chúng ta lại muốn là xếp các ảnh chồng lên nhau mà mình muốn đổi vị trí của các ảnh thì các anh chị sẽ làm như sau. Ví dụ cái ảnh này nó đang nằm bên trên, mình muốn nó nằm xuống dưới thì mình bấm vào Send to Backward thì nó sẽ xuống một bậc. Đấy, anh chị nhìn thấy chưa? Cái ảnh này nó đang nằm bên trên, bây giờ mình muốn cho nó xuống dưới cùng, mình sẽ bấm vào Send to Back để cho nó xuống hẳn tận tầng dưới cùng luôn. Đấy, đấy là cái cách sắp xếp ảnh. Cách sắp xếp ảnh này nó sau này nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được nhiều cái việc đối với các đối tượng khác. Thế thì trong bài học ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu với mọi người cách để chúng ta có thể căn chỉnh được luôn cái ảnh. Ngoài ra, ngoài cái việc căn chỉnh ảnh với ảnh thì các đối tượng với nhau, chúng ta cũng có thể điều chỉnh các cái đối tượng này đối với slide. Ví dụ như bây giờ mình có hai cái bức ảnh này và mình muốn rằng là nó sẽ được sắp xếp làm sao để cho hai cái ảnh này nó sẽ nằm chính giữa slide luôn, thì mình sẽ vào format này và cũng thể align này, mình sẽ để là align to slide. Đấy, align to slide có nghĩa là nó sẽ sắp xếp so với bố cục chung của các trang slide. Ví dụ như thế này thì nó sẽ giãn cách đều hai bên của cái ảnh này ra. Đấy, mình vào chỗ align này nhưng mà mình chọn là distribute vertically. Đấy, thì nó lại bố trí cái khoảng cách này theo chiều dọc của slide. Đấy, thì nó sẽ bố trí được cái slide nó thẳng. Đấy, ví dụ như bây giờ mình đặt cái này vào đây, mình cho vào đây và mình format top sorry, lúc này mình phải để là align selected object, cũng như là so các cái đối tượng với nhau. Bây giờ mình sẽ để ở đây là top này. Đấy, thì nó sẽ bằng nhau luôn. Giờ mình sẽ chọn cái này và mình cũng chọn là sắp xếp bên trên bằng nhau đi. Đấy. Cho vào đây thì hai bên bằng nhau, cho vào đây. Cho bên này. Đấy, thì vậy chúng ta sẽ đưa được cái ảnh nó vào chính giữa slide. Đó chính là cách sắp xếp ảnh trên trong slide. À, xin
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và mọi người muốn đặt các câu hỏi gì cho mình thì có thể đặt phía bên dưới của phần bình luận của video này. Xin chân thành cảm ơn mọi người.